Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm sữa chua Nha Đam. Nha Đam ăn giòn, sữa chua dẻo mịn, cực kỳ hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm sữa chua Nha Đam thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là hai bè Nha Đam. Nha Đam này các bạn ngoài miền Bắc hay gọi là lô hội á, thì khi mà lựa thì các bạn lựa những cái bè mà nó to và nó chắc, nó dày ha, và nó đừng có bị hư nha các bạn ha. Hai cái bè Nha Đam này nó cỡ khoảng 1 kg nha các bạn. Lát nữa mình bỏ ra thì mình thu lại nó cũng không còn bao nhiêu đâu. Ngoài Nha Đam ra thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là sữa tươi. Sữa tươi thì hôm nay mình có đây là một hộp này là 1 lít nè, và hai bịch nữa, nó là hai bịch này là 440 ha, mỗi bịch 220, là mình có 1 lít 4, 1 lít 4, coi như là 1 lít rưỡi đi sữa tươi. Sữa đặc thì mình lấy nó cỡ khoảng 400g sữa đặc, và hũ cái sữa chua cái thì mình lấy 2 hũ. Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn là vì sao mà các bạn ủ sữa chua ở nhà nó không có chua, rồi cũng như là nó không có đông ha, nó bị lỏng, bị nhớt gì đó. Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn luôn trong cái video làm sữa chua Nha Đam này. Nha Đam á thì các bạn cứ gọt cho mình hai cái gai hai bên nè, bỏ đi. Và làm Nha Đam thì các bạn nhớ là mình đừng có tiếc ha, mình mà tiếc quá mình gọt nó sát á nó sẽ bị đắng. Nha Đam á thì nó có hai mặt, một cái mặt là nó cong thì các bạn gọt vỏ cái mặt cong trước, cái mặt phẳng á thì mình sẽ dùng để mình giữ lại để mình cố định cái miếng Nha Đam ha, mình gọt cho nó nhanh và nó dễ. Các bạn để cái miếng xanh ở bên dưới á, các bạn gọt nó rất là dễ, nó không có bị xước vào tay, trượt vào tay ha. Nha Đam này sau khi mà các bạn gọt xong rồi đó thì mình phải rửa lại nha các bạn. Các bạn rửa qua khoảng 7 đến 8 lần nước á, cho nó hết cái nhớt luôn, rồi mình mới đem đi sơ chế với lại chanh và muối. Mình làm kỹ như vậy thì ăn cái sữa chua Nha Đam nó không có bị đắng ha. Nha Đam sau khi mà các bạn đã bóp cho nó hết nhớt rồi đó thì lúc này các bạn đổ nước vào xăm xắp cái mặt Nha Đam ha. Mình bắt vào đây là một miếng chanh nhỏ. Nhớ là đổ nước vào hay bắt chanh nha các bạn, chứ không thì Nha Đam mình nó sẽ bị chua. Các bạn làm cái sữa chua nó sẽ bị hư. Mình cho thêm vào đây thêm một xíu muối nữa. Và cái công đoạn này các bạn làm cho mình nó cỡ khoảng 10 đến 20 giây thôi. Làm lâu quá thì Nha Đam nó sẽ bị chua, bị mặn nha. Nó các bạn mà sơ chế Nha Đam theo kiểu này đảm bảo với các bạn luôn là không có một vị chua hay là một vị bị đắng gì hết. Và đương nhiên là trong suốt quá trình làm như vậy không có tránh được những cái miếng Nha Đam mà nó còn lẫn cái vỏ xanh, các bạn nhặt cho sạch đi. Bây giờ thì các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước sôi nha. Nha Đam mà các bạn muốn làm sữa chua thì các bạn phải luộc cho nó chín, chứ nếu mà không thì nó sẽ bị lên men nha các bạn. Lên men nó làm hư sữa chua của mình á. Nhiều bạn cứ tiết cái Nha Đam này nè, gọt trừ cái vỏ xanh nó nhiều á, các bạn làm ra nó sẽ bị đắng ngắt, à mình ăn không có được. Rồi bây giờ các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước sôi nha. Mình cho Nha Đam vào đây. Các bạn trụng sơ cái Nha Đam này đi. Khi mà các bạn thấy Nha Đam mình mà nó nổi lên á là nó chín rồi ha các bạn, trong đó mình sẽ vớt ra. Mình luộc Nha Đam lâu quá thì nó sẽ bị mềm, nó không có giòn ha các bạn ha. Mình trụng như vậy á, mục đích là mình làm cái sữa chua để cho nó dễ thành công. Cái thứ hai nữa là Nha Đam nó chín, nó không có bị lên men. Ok, sau khi trụng xong rồi thì các bạn vớt ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắt hai bịch sữa tươi, mình cho vào đây. Các bạn mà muốn sữa chua của mình nó béo nhiều á thì các bạn dùng sữa tươi không đường thì nó sẽ béo hơn. Sữa đặc á thì các bạn cho mình là 400g ha. Đây mình có là 1,4 kg rồi nè, 1,480 kg rồi nè. Cho vào đây 400g sữa đặc. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mà, và mình vừa nấu mình vừa khuấy như này nè các bạn. Đến khi nào mà các bạn thấy cái sữa của mình á nó ấm và nó nóng lên là được nha. Ở cái bước này thì mình không có cho cái hũ sữa chua cái vào đây mình nấu nha các bạn. Nhiều bạn cho hũ cái vào đây nấu á thì cái sữa mình nóng quá nó sẽ làm cho men nó chết đi. Thì khi đó các bạn ủ sữa chua nó sẽ không có thành công và nó bị tách ra làm hai lớp ha, lớp sữa chua ở trên và lớp nước bên dưới. Một cái bí quyết rất là quan trọng khi các bạn làm sữa chua tại nhà và các bạn muốn cho nó bỏ vào trong ngăn đông á, nó đặc, nó mịn ha, nó dẻo, nó không bị dâm đá, thì các bạn làm cái sữa chua này nè cho nó hơi ngọt chút xíu và mình sẽ ủ lâu hơn một chút để cho cái men á nó lên được lâu, nó và nó lên được nhiều hơn
thì khi đó các bạn ủ sữa chua ra xong nó sẽ đặc và nó mịn, nó không có bị dâm đá ha. Thì nếu mà mình làm theo kiểu mà vừa ăn luôn, ví dụ như cái sữa chua này nè, các bạn làm ra xong vừa ăn, các bạn ủ khoảng 6 tiếng thì mặc dù là có hũ nó sẽ đông, tại vì mình chia cái lượng men nó không đều á, có hũ nó đông có hũ nó không đông, nên là các bạn nên là ủ nó lâu và mình làm cho nó ngọt chút xíu ha. Thường thì ở nhà là mình ủ nó cũng cỡ khoảng 12-13 tiếng đó các bạn, thì nó mới đạt được cái độ chua mà mình thích. Chứ còn ủ 6 tiếng là mình có thể là mình lấy ra mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh được rồi ha. Sau khi mà các bạn đã nấu cho nó ấm, nó nóng lên rồi đó, thì lúc này á mình cho cái nha đam vào đây. Nha đam nhớ để ráo nước nha các bạn, rồi hãy cho vào. Nếu các bạn để ý cái, nếu mà cái sữa nó sấy, các bạn thấy nó bốc khói lên không? Bốc khói lên. Mình nấu nó kỹ như vậy á thì sữa chua làm chắc chắn sẽ thành công ha. Sau khi mà mình cho nha đam vào rồi đó thì mình nhắc xuống khỏi bếp ha. Bây giờ mình sẽ cho cái hũ cái vào đây. Thì ví dụ như nếu mà mình làm kinh doanh á thì các bạn cho mình một hũ cái thôi, mình ủ nó hơi lâu chút xíu tại vì nó ít men. Còn nếu mà mình làm ở nhà ăn, các bạn cho mình nó cỡ khoảng 2 hũ cũng được. 2 hũ sữa chua cái thì mình ủ nó sẽ nhanh hơn, nó cỡ khoảng 10 tiếng là được rồi. Nhớ khuấy đều lên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rót vào trong hũ và mình ủ. Ủ hôm nay thì mình sẽ ủ là ủ khô luôn, cho các bạn làm cho nó dễ thành công nhất. Chứ nhiều khi ủ nước là nhiều bạn đo cái nhiệt độ nước nó không chính xác á, mình làm cũng không được ha. Những cái hũ này á, nếu mà mình làm bằng hũ thủy tinh thì các bạn trụng nước sôi cho nó kỹ luôn. Còn nếu mà mình làm bằng hũ nhựa thì các bạn rửa sạch rồi các bạn phơi nắng. Trước khi mà các bạn múc á, các bạn nhớ là mình khuấy cho nó đều lên ha. Nhiều bạn hay hỏi là sao làm sữa chua xong nó bị bọt nhiều. Nó bị bọt nhiều là do lúc mình rót nè các bạn, mình rót nó nhanh á, nó chảy xuống nhanh á thì nó sẽ sinh ra nhiều cái bọt. Mình mà rót nó từ từ thì nó ít bọt hơn. Sau khi múc xong thì các bạn cũng có thể mình dùng một cái đũa đó các bạn, mình đâm cho nó bể những cái bọt khí này đi thì cái hũ sữa chua ra nó sẽ láng mịn, nó đẹp hơn. Sau khi mà mình múc vô hết rồi đó, mình sẽ đậy nắp lại. Bạn nào mà không có hũ á thì các bạn dùng cái túi ni lông cũng được. Còn bạn nào muốn mua hũ này á thì để lại bình luận cho mình biết ha. Mình sẽ gửi cho các bạn cái đường link mua những cái hũ thủy tinh như thế này. Mình làm hũ thủy tinh á thì mình có thể tận dụng được rất nhiều lần. Như cái hũ này thì mình làm cũng 2 năm mấy rồi đó các bạn, nó cũng còn mới tinh nè. Đây, hũ sữa chua thì các bạn cứ xếp hũ này hũ kia cho nó sát sát lại với nhau như thế này ha. Mình không cần chế nước vào đây nha các bạn. Như hồi nãy mình có nói đó là mình sẽ ủ nó cỡ khoảng 12 đến 13 tiếng, nó tùy. Nếu mà các bạn thấy ủ như vậy là nó, ví dụ như các bạn ủ khoảng 10 tiếng các bạn thấy như vậy là nó chưa có chua thì mình ủ thêm. Chứ ủ lâu quá nó chua thì các bạn không có làm cho nó bớt chua lại được ha các bạn. Cứ xếp hũ này chồng lên hũ kia cũng được ha, không sao hết. Đó, như thường nhà mình ủ là mình lấy một cái thớt đó, mình đè lên cái thùng xốp á các bạn, để cho nó chặt cái thùng xốp. Đó thì sữa chua mình ủ hôm nay mình ủ nó cỡ khoảng 12 tiếng ha, là nó đạt cái độ chua rồi. Các bạn cứ lấy ra các bạn ăn thử xem là nó chua hay chưa. Nếu như mà nó đủ độ chua rồi đó thì những cái hũ còn lại đó thì mình lấy ra hết luôn. Còn nếu mà chưa thì mình cái hũ mà mình lấy ra mình ăn thì mình ăn hết luôn ha. Những hũ chưa ăn thì mình cứ ủ tiếp. Nếu mà mình không có cái hũ nhỏ như của mình, các bạn đựng vào trong những cái chén như thế này cũng được nè. Các bạn thấy nè, nó bóng mịn cái mặt sữa chua à, ngon, rất là ngon luôn, thơm lắm nha các bạn. Ủ xong rồi đó, bây giờ mình sẽ lấy mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh để cỡ khoảng 2 đến 3 tiếng, sữa chua mình nó sẽ dẻo và nó mịn, ăn rất là ngon. Ở lúc này thì các bạn cứ việc mở cái nắp ra, các bạn kiểm tra cái sữa chua nè, các bạn nghiêng thử á, xem là nó đặc lại hay chưa. Nếu mà nó đặc rồi á, thì mình cho nó vào trong tủ lạnh. Rồi thì đây là những cái hũ sữa chua mà mình đã cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh được cỡ khoảng 2 đến 3 tiếng rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó lạnh và nó dẻo, nó đặc lại rất là ngon nè. Đây nè, hoặc là mình có thể mình cho nó vào trong những cái hộp, những cái hũ to như thế này, nó vẫn đông lại ha các bạn ha, vẫn đông đặc lại mà bóng mượt luôn. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm sữa chua nha đam. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món sữa chua này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.